Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì sẽ không có sự xuất hiện của anh Tân, mặc dù đây là kênh của anh Tân á, nhưng mà hôm nay mình sẽ chỉ có một mình thôi, vì anh Tân đi đâu mất rồi mình không biết. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái chiếc xe của mình, đó là chiếc SH125 ABS. Và mình sẽ nói cho các bạn biết là vì sao cái chiếc xe này mới chính là chiếc xe dành cho đàn ông. Ê ê ê, kìa. Lại, làm gì đấy? Ông bảo ấy. Hả? Tao đi đâu có việc bao giờ? Lại. Mặc này. Gì? Ôi giời ơi. Các bạn ơi, nói chung đừng nghe thằng chẩu ấy nói. Lít ấy, nó mới là xe con trai, mới là xe đàn ông, hiểu không? Thôi mày đừng có bắt ra. Mặc cái gì đấy? Lại. Tao đã biết đó, bây giờ mày thích nào đấy đường nhà tao hay là mày. Và để nói cho các bạn vì sao mà cái chiếc xe này mới chính là chiếc xe dành cho đàn ông ấy, thì trước tiên ấy là mình sẽ nói về một cái mà hầu hết toàn bộ người Việt bây giờ đều nghĩ đến khi mà nghĩ về SH. Đó là sự đắt tiền. Chiếc xe này thì nó luôn là biểu tượng của một sự sang trọng, một sự cao cấp. Thì trước tiên là về ngoại hình thì các bạn có thể thấy là chiếc xe đó thứ nhất là rất là to, rất là cao. Đó là một chiếc xe nổi tiếng với cả cái sự êm ái và cái sự vừa bốc vừa vọt mà lại rất là êm của nó. Và cái lý do vì sao mà SH nó lại đi êm đến thế ấy, thì các bạn hãy thấy từ cái tên của nó ấy, đã thấy êm rồi. Tên của xe nó là. Về phần thiết kế thì mình thấy là chiếc xe so với cả những cái đời SH trước đây thì SH mới của bản của mình là bản 2017 thì thiết kế nó đã thay đổi khá là nhiều, được cải tiến khá là nhiều. Ví dụ như là đèn LED này, đèn định vị ban ngày LED này, màu sơn rất là mới. Mình chọn cái màu ấy bây giờ limited đấy, bây giờ không có ở đâu. Ở yên xe của SH thì cũng khá là cao, tuy nhiên là đối với những người mà cao trên 1m8 như mình ấy, chân dài mà, thì đi rất là sướng. Đấy, mỗi người mà không được cao lắm như là người anh mình ở kia thì chắc là không đi được đâu. Một trong những cái lý do mà mình chọn mua SH nữa là bởi vì cái mâm xe rất là to so với cả các cái dòng xe ga bây giờ. Thì đối với mình đi xe thì cái kiểu đi xe của mình nó cũng không được hiền lành cho lắm, vì thế cho nên là mình chọn một cái chiếc xe mâm to một chút để nói thật là đi nó cũng có cái cảm giác nó an toàn hơn, lốp to hơn, mâm to hơn, cảm giác đi là nó sẽ an toàn hơn. Nhưng như lít của ông Tân thì đi dăm bữa nửa tháng lại xòe một hôm mà mình lạ gì. Cái chiếc SH mà mình đang sử dụng thì là một phiên bản mà cũng có phanh ABS, ABS 2 kênh. Nó là một cái tính năng mà thực sự mình thấy là rất cần thiết ở trên một cái chiếc xe ga bây giờ. Vì bản thân mình thấy mình đã chạy xe số, mình chạy xe côn nhiều, mình thấy mình không có dùng nhiều phanh lắm. Nhưng mà đến xe ga thì bắt buộc là các bạn phải phụ thuộc vào phanh. Thì cái phanh ABS thực sự nó là một cái phao cứu sinh đối với các bạn trong những cái trường hợp nguy hiểm. Xe thì ở trong này có một cái hộc để đồ khá là nhỏ và có cái cổng sạc 12V ở trong này, khá là tiện lợi. Một cái điều hay nữa của cái SH, đặc biệt là SH phiên bản Việt Nam, là ở trên chiếc chìa khóa của nó ấy, chìa khóa Smart Key. Đấy, nó có một cái gọi là nút chống trộm. Cái tính năng chống trộm này phần nào sẽ giúp cho các bạn cảm thấy yên tâm hơn khi mà các bạn để chiếc xe của mình lại ở một đâu đấy mà không vừa trông coi chẳng hạn. Thì khi các bạn đập vào xe thôi, nó sẽ kêu ầm ĩ lên. Chỉ cần chạm vào xe thôi là nó sẽ kêu ầm ĩ lên. Và tất nhiên là đối với một chiếc xe đắt tiền như thế này thì các bạn cần phải tính năng chống trộm rồi, vì chúng nó lúc nào cũng lăm le SH mà, chứ ai thèm đi lấy lít đâu, đúng không? Và vừa rồi thì Đức Tóc Dài đã chia sẻ với các bạn những cái lý do vì sao mà thằng cu đấy nó tin rằng chiếc SH là chiếc xe dành cho con trai, dành cho đàn ông. Nhưng mình thì lại có một điểm hoàn toàn khác. Mình nghĩ rằng lít mới chính là chiếc xe dành cho đàn ông. Đây là chiếc xe lít đời 2018, mình đã chạy nó cũng khoảng một năm nay rồi. Nhiều bạn đã biết thì trước đây mình đã chạy CBR, tuy nhiên là mình đã bán chiếc xe này đi và đây là chiếc xe chính của mình. Thì những cái thông tin như là thông số cấu hình của chiếc xe này thì có lẽ là mình sẽ không cần phải nhắc lại, để nó dài dòng quá và các bạn hoàn toàn có thể tự Google. Và mình nghĩ rằng một chiếc xe ga như này thì có lẽ ít người ta sẽ quan tâm đến cái kiểu như là những cái thông số của nó, mà chỉ quan tâm đến cái vấn đề vận hành thôi. Vậy thì sau một năm thì mình thấy chiếc xe này có những cái điểm gì mà tại sao mình tin rằng là nó là chiếc xe dành cho đàn ông? Đầu tiên là về thiết kế đi. Những cái xe lít đời trước đây hoặc là như cái đời đầu đi, thiết kế rất là to bè, rất là tròn trịa, rất là phù hợp với phụ nữ, nhìn như một cái thuyền vậy. Tuy nhiên thì với đời lít mới này, các bạn có thể thấy là thiết kế đã có sự thay đổi, nó góc cạnh hơn, nó gai góc hơn, đàn ông cũng có thể đi được rất là thoải mái.
Và chiếc xe này ấy, là một chiếc xe mình sử dụng trong phố chạy hàng ngày. Thế nên là những cái gì mà nó mang lại về động cơ ấy, và khả năng chạy ấy, thì mình thấy là rất phù hợp. Con này 125cc này có những cái công nghệ mà để cho người ta cảm thấy rất là tiện lợi khi chạy trong phố. Máy êm, rồi có phun xăng điện tử giúp tiết kiệm nhiên liệu, rồi có cả smart key nữa, cũng rất là tiện, không cần phải rút ra cắm chìa khóa vào. Tất nhiên thì không có chống trộm giống như là xe SH bởi vì mức giá nó rẻ hơn. Với cả xe lít cũng làm gì có ai để ý đâu. Xe lít mà để cạnh cái SH là kiểu gì nó trộm cái SH bên cạnh. Cái vóc dáng của xe này là một cái vóc dáng vừa phải với người đàn ông Việt Nam. Theo như là một cái kết quả điều tra mình đọc gần đây của Bộ Kế hoạch Hóa Gia đình ấy, thì chiều cao trung bình của người Việt Nam là khoảng 1m65. Vậy thì với những chiếc xe như là SH thì anh em mà chân ngắn giống như mình ấy, thì đôi khi đi lại vận hành các thứ nó hơi khó khăn hơn một xíu. Còn chiếc xe này thì rất là vừa, ngồi lên là hai chân trống rất là thoải mái. Và bản thân yên xe này rất là to nữa, cả người ngồi trước lẫn ngồi sau đều ngồi rất là êm. Và các bạn biết là bạn gái mình là một người có chiều cao khá là khiêm tốn, vậy nên là leo lên chiếc xe này nó không bao giờ gặp vấn đề gì cả. Đấy là điểm rất là thích. Và một cái điểm rất quan trọng và có lẽ là điểm ăn tiền nhất của Lít, đó chính là chiếc cốp xe ở đây. Rộng rộng vai cà đái luôn. Thề mình để được mũ bảo hiểm của mình là mũ 3/4 này, thêm mũ của Mi này và thêm một đống đồ trong này nữa. Các bạn hoàn toàn có thể đi buôn tạp hóa bằng cái cốp này, thực sự rất là to ấy. Và đây là một điều thực sự rất là tiện lợi với những ai mà hay mang đồ điếc ra ngoài đường. Và mình thấy là chiếc xe này rất vừa với những ai mà có nhiều đồ đạc phải mang ra ngoài đường. Để ở đây thì nó rất là tiện, như kiểu ba lô các thứ không phải vác nặng, các thứ phải treo trên xe lỉnh kỉnh ra. Đó, thì đây là một điều rất là hay ho. Và điều quan trọng hơn nữa là mức giá. Mình thấy cái mức giá của xe này là rất dễ chịu và nó đúng với cái hiệu năng mà nó mang lại cho người sử dụng trong cái cuộc sống hàng ngày. Chứ còn SH thì đôi khi nó hơi đắt quá, các bạn hiểu không? Thế là mình nghĩ là thà mình mua xe này xong tiền ấy, chênh ấy, mình để dành mình mua ô tô. Ô tô mới là đẳng cấp kiểu tán gái, các bạn hiểu không? Đấy. Và bây giờ thì mình và Đức Tóc Dài sẽ cùng vận hành hai chiếc xe. Và hai anh em sẽ tự chứng minh là chiếc xe của mình mới là chiếc xe dành cho đàn ông. Nào rồi, mời ông lên xe, tôi chở ông đi một vòng xem ông thấy em, xe không thấy. Em thực ra em ngồi SH quen ngồi xe này nó không quen đít. Lên đi em ơi, thỉnh thoảng phải hạ mình xuống mình mua đồ ô tô em ạ. Thôi lên đây. Ôi mệt lắm, lên lên đây. Nó nhiều đấy, lên có phải dễ dàng SH của mày không? Nào đi nào. Bây giờ thì mình sẽ chạy thử cái này để cho các bạn thấy rằng là Lít này ấy, khi mà chạy các thành phố lớn ấy mới đúng là xe dành cho đàn ông. Đấy, các bạn có thể thấy cái việc đầu tiên mà có thể nhìn rõ được là cái dáng ngồi quá thoải mái đi. Này, cái chỗ để chân rất là rộng đó. Đấy, các bạn có thể để rất là thoải mái, ngồi cũng rất là thoải mái luôn. Tay rất là vừa phải. Và qua điều quan trọng hơn nữa là con này có 125cc thôi. Thế nên là cái động cơ của nó không nhồng như là cái con SH. Nói thật SH của em 125 mà. Nhưng mà vấn đề là xe mày được thiết kế để nhồng hơn, hiểu không? Xe anh là đàn ông mà đi là xe là nó phải mạnh mẽ, nó phải nam tính, nó phải bốc chứ. Trời ơi, đấy là dành cho xe ô tô thể thao, mình đi xe máy đi được. Đường Hà Nội nha các bạn thấy không? Đường Hà Nội vừa đông vừa chật, mình đi xe này là vừa phải rồi. Nếu muốn vọt thì vẫn vọt được. Đấy. Ôi chậm lắm, chậm lắm. Và chiếc xe này các bạn nhìn hình dáng thì các bạn có thể nghĩ là con này nó sẽ bè to ngang với SH, nhưng mà thật ra thì nó chỉ tầm đấy thôi, nó không to ngang hơn đâu. Thế nên là mình đi trong phố mình có thể luồn lách vào những cái chỗ nhỏ cũng được, nó vẫn dễ. Nói thật với các bạn là đi con này vẫn cảm thấy dễ dàng, không khó. Điều nữa là con này thì nó sẽ nhẹ hơn SH khoảng độ 20 cân, nếu mình nhớ không nhầm là như vậy. Thế nên là những cái lúc mà mình đi ở trong những khu vực đông người này, hoặc là vào những chỗ gửi xe rất là đông giống như là hầm S-Channel ấy, thì con này là dễ lấy hơn SH. Tại vì nó không cồng kềnh, là rắc ra các thứ thì nó nhẹ hơn. Công nhận. Đúng không? Đấy. Công nhận. Đấy, xe vận hành trong phố rất thoải mái. Các bạn biết là ở đường Hà Nội ấy là nó rất là đông và chật. Thế nên là mình luôn muốn tìm là một cái sự thoải mái nhất khi mà chạy xe. Bởi vì chạy xe rất là mệt rồi. Thế từ dáng ngồi đến yên này. Các con này gần như là mình thấy vô địch về êm. Chả thoải mái gì. Ôi ngồi thấp tè này. Này đít, đít mày to mày ngồi mày thấy êm không? Ôi trời ơi. Thật chả thật gì. Này, này vừa cao ấy, ngồi lên còn vướng. Thật nhá. Ngồi ấy, khó lên bỏ mẹ được. Đây đi này mẹ phải thế. Chảnh không? Hà Nội ấy. Chảnh gì? Anh ngồi cứ phải ngẩng lên anh nhìn sang bên cạnh anh ấy. Có khó chịu không? Chả khó chịu là tao đi thằng khác phải cúi đầu xuống mà nhìn tao. Tao quanh mặt lên chúng nó hiểu không? Đấy. Nói chung là đi con này nó lành em ạ. Mình phải xin sự lành ấy. Mình kiểu đi ở trong Hà Nội không vội đâu. Lành là cho chị em phụ nữ thôi. Đâu có đi lành. Mình phải đi lành thôi. Nói chung là con hổ nào cũng phải lành tính hết được không? Về với gia đình. Trời ơi, thôi, xe cộ như thế này đi làm cái gì, ngồi chán ngồi sau. Mày lên mẹ mà lái, lên nào, lái nào. Trời ơi, lái. Sao? Xe gì nữa này, nhìn này, chất này,
ngồi nó co rúm. Ai bảo mày đẻ ra chân mày dài? Rồi. Có phải ngày xưa mày cứ đi nhảy hip hop mày cắm đầu xuống đất mày quay như anh, có phải giờ mày đi lít thoải mái rồi? Đi nó lại êm ái cái này nó phải giống như mày phi thuyền ấy, mày hiểu không? Chà thế mày xe đi thì ì á. Vặn này mãi nó mới vươn lên được tí. Chầu lắm. Lúc nào cũng chỉ thích tốc độ thôi, chầu lắm. Xe đi bánh xe thì bé chồng chành, gầm thì thấp, đi cảm giác là nó cứ đảo đảo sao á, đi chả hay gì. Ngồi này mỏi, em đảm bảo với anh luôn, anh ngồi cái xe như thế này mà anh đi khoảng tầm 20 cây thôi, lượn vào vòng Hồ Tây này là chắc chắn là anh mỏi lưng luôn. Ngồi thẳng lưng thế này lại khó chịu này, đấy, tay lại không đi được này, ngồi khuỳnh xuống này lại mỏi. Trời ơi, xe thiết kế nó buồn cười quá chán. Ô, ông người ông dài ông cứ đổ tội xe lái dầm đổ tại chim. Thôi nói chung là xe này đi chán lắm, đi yếu rề rề này, đi chậm từ nãy giờ này. Xe mày có thì hay, thế để tao bảo mấy ông quay phim trên kia nó xuống ấy. Đấy, ông không đó. Đi sao mà ông đi ông biết thế nào mày trách tao không chê được ấy. Đấy, rồi để lắm sang đổi. Nào làm sao? Sướng chưa? Êm ái chưa? Rồi ơi, bốc chưa? Rồi ơi. Công nhận là ngồi con này nó cũng cao. Nó cũng sáng. Nói chung là nó bánh nó cũng to, đi thì nó cũng không đỡ trọng trành con kia thật. Đi thì nói chung là cũng xem, chẳng qua là nâng chiều cao tí thôi, em hiểu không? Này, cái chỗ để chân đằng trước này không thoải mái bằng lít rồi. Cái này mình ngồi cái này chẳng qua là được cái dáng nhìn trông có vẻ cao ráo, kiểu sang chảnh thôi. Nói chung là đi thì không khác kia mấy, mà tiền đắt hơn thế thì anh đấy không cần em ạ. Anh ơi, nhưng mà xe này đi nó mới tán được gái anh. Đi cái xe kia anh tán này. Lít thì lấy vợ được. Ôi tán gái thì tao đi ô tô, tao đi xe máy làm gì. Lấy vợ xong anh mua lít thì được chứ. Bây giờ anh đi lít thì ai lấy. Ôi giời, sao lấy có ô tô, cần gì mà để tiền vanh cho mua ô tô phải không? Nói chung là con này thì cũng nhận chạy thì cũng thích. Nói chung là cũng có cảm giác khác bò thật. Nhưng mà anh thì cũng chạy SH tầm thời gian trước đấy rồi. Nhưng mà đi cũng đã một thời gian thấy là cái nhu cầu của mình cũng không đến nữa. Nên là thấy con này là cũng hơi quá. Thì em biết là vì sao anh không đi SH nữa mà anh đi lít á. Bởi vì anh đéo đủ nam tính. Ôi, không, em ạ. Nam tính phải biết ghi mình xuống không? nhảy thì lít lên con này ấy, thì cái điểm mà nói chung là anh nhận ra đầu tiên là con này cảm giác hơi cồng kềnh hơn một tí ấy. Nặng hơn nữa. Đúng rồi, nhảy người ta là cái gì nó cũng phải vừa to vừa dài, anh hiểu không? Đàn ông nó phải vừa to vừa dài. Công nhận là như thế, nhưng mà phải chạy ở len rộng ấy, không chạy vào đường hẹp thế hôm nay mệt lắm, nó bị đau. Mình to mình dài mình phải đi tìm chỗ rộng mình chạy. Thế là tại anh yếu rồi, anh lại đéo đủ nam tính rồi. Không, nói chung là chạy đường phố Hà Nội anh thấy con này là hơi cồng kềnh, với cả dắt xe này đúng là mệt lắm. Đi này anh thấy cũng ổn đâu, được thời gian đầu thôi, về lít hết đấy mà. Mà xe này là xe cho người ngồi trước hay ngồi sau mà anh thấy cái yên trước lại ngồi nó cứng quá ấy. Chả em thì cả không em như lít. Cái này thì cũng công nhận là nó làm hơi cứng thật. Cứng quá. Hơi edit. Thế nhưng mà ngồi sau lại sướng lắm anh ạ. Ngồi sau thì êm ru, cái này nó hơi phân biệt. Như là xe là dành cho lái xe và ông chủ cái dao ấy. Rồi anh nghĩ thế đấy, nói chung là đấy, anh thì thích lái hơn, đi kia là hợp lý rồi. Mày ngồi không êm. Nhưng mà cảm thấy là không êm, chạy đường dài hôm nay là đít có lẽ là bè ra nhiều ấy. Mỏi đấy. Nhưng mà anh thấy cái sàn xe này để chân này không thoải mái như lít này. Con bấc nhà anh béo vào đây là chết cứng một chỗ luôn, không xoay chuyển được như con xe lít kia đâu. Thế rồi con này đi bây giờ xe hầu người, ông còn định hầu cả chó. Thì bây giờ mình phải tán gái ở ngoài xe là phải có cả chó nữa. Đấy là bởi vì anh đi lít thì anh mới cần chó thôi. Không. Chứ em mà đi SH thì em cần gì chó. Không, vẫn phải có chó nữa. Anh xem cái video của anh gì, anh ấy bảo là phải có cả chó mà. Anh gì? Đấy, đây là anh thấy là nói chung là để này không để đồ được. Nói chung là với một cái xe mà đắt như này ấy, mà tất cả những cái ngoài cái vận hành sướng ra ấy, mà những cái khác ví dụ như là ngồi không thoải mái edit này, sau lại còn cái chỗ để chân nó cũng kiểu không phải là quá rộng rãi để thêm đồ ấy, thì với xe ga này thì nói chung là hơi bị quá tiền. Anh ơi, bao nhiêu nước ở châu Âu ấy, SH là xe bán chạy nhất đấy. Số ơi, bọn châu Âu bọn nghèo nàn biết gì, Việt Nam mình phát triển thiên đường mới biết đấy. Nhưng mà anh thấy ngồi trước chán lắm. Hay là mày lên cho lái thử, ngồi thử sau. Đây, để cho em hướng dẫn cho anh cách đi SH đúng cách nhá. Ok. Tôi chỉ ông thế nào là đi SH đúng cách này. Ông lên xe đây. Đợi tí. Các bạn nhìn thấy chân mình không? Đấy, cao 1m8, chân dài. Làm sao đấy? Yên xe nó cao, không chân ngắn. Đi.
Đâu, bây giờ con này có gì hay đâu, khoe cho nào. Nào, trước tiên là ông lên xe ngồi thấy yên sau êm không? Thì yên sau cũng to. Nói chung là cũng được là khoảng độ 9 phần so với cả con lít. À, ôi dồi, 9 phần so với lít. Ôi giời, anh lại linh tinh. Lít nó vẫn hơn tí, mà nói chung con này ngồi thì cũng cao nhưng mà... Cao không? Sướng không? Ôi ông ơi, ngồi cao để làm gì đâu. Ông phải nói hiểu ấy, đường Việt Nam ấy, cây cối rất nhiều không? Ông ngồi cao đây, ông đi qua mấy cái chỗ mà dây điện nó võng xuống ấy, lại treo cổ à? Nói chung là mình phải tỉnh táo em ơi, ngồi có phải rụt này hơi mệt. Đấy, chạy như nào? Chạy nào mà ông khen ghê đấy. Đây này, để danh chỉ cho anh cách đi SH đúng cách nhá. Anh thấy không? Đấy, đi cái xe nó phải khai thác triệt để sức mạnh như thế. Tất nhiên là nói em chỉ mua 125 thôi. Đấy, em thấy đi 150 trong phố ấy, nó cũng hơi thừa thật. Nhưng mà đấy 125 nhưng mà SH, mà SH đi nó khác không? Trời ơi, nó mạnh mẽ. Đi nó phải như thế, nó mới nam tính, nó mới đàn ông. Đèo gái đằng sau như thế, thỉnh thoảng lại phanh gấp một cái. Đấy, lại phanh gấp một cái. Đấy, yên tầm là nó vượt tầm. Cứ phanh gấp nhiều vào, lưng mọc đầy mụn. em nói anh nhá, xe đi rất là đầm, rất là chắc luôn. Anh cảm thấy không? Đi cái xe của anh nó cứ long sọc sọc ra, đi nó không có cái cảm giác đầm chắc. Đi thôi, cảm thấy không an toàn. SH để đi này, chắc chắn không? Xe vừa to vừa nặng, nhưng mà đi đầm lại mốc. Bánh xe thì to, bánh xe của anh mẹ cua thì quả lúc đấy chắc xòe mẹ sao mà. Thì bánh mày to thì mày đi thích đi tốc độ cao thì mày mới thấy là nó có tác dụng thôi. Chứ mà anh chạy trong phố anh chỉ chạy tầm khoảng độ 30-40, đôi lúc phải lên 50. Lại không nam tính rồi. Nam tính cái gì? Chạy trong phố thế thôi, chết xong rồi là nam tính với ai? Quan tài khắc chữ nam tính à? Anh không đủ độ nam tính anh mới chết. Nói chung là chạy trong phố anh thấy bánh bé thì công nhận là nó trong trành đi đôi khi nó nguy hiểm hơn con này. Nhưng mà chạy tốc độ thấp thì không thế thôi. Cái này chỉ là lúc nào kiểu đi trong phố mà cần vọt thì nó mới có tác dụng. Nhưng mà đi bình thường thì vọt làm cái gì em? Bình tĩnh thôi. Đấy, đàn ông nó phải nhanh nhẹn, nó cứ tắc phong dẻo cái bàn tay lên. Dẻo bàn tay cái gì? Đại mà ngồi đằng sau cao như thế này nhìn cảm giác nhìn sướng ấy. Nhưng mà lúc mà mày phóng nhanh ghê chết được ấy. Cái gì tạt hết vào mặt người đằng trước mà có che được hết đâu. Anh ơi, bởi vì thế rồi. Cho nên là ngồi sau nó mới phải ôm. Thế phải ôm. Trời ơi. Cần gì phải ôm, có kia xe kia vẫn ôm được mà. Ôm thoải mái luôn. Đâu, nhưng mà đi nhanh thì nó ngồi nó yên tâm quá, nó không ôm nữa. Trời ơi. Thấy xe này cũng toàn gái tán củng chầu chầu thôi ông ơi. Thôi tao không thích ngồi đâu, giả tao về xe cũ ấy. Vâng, xong tour rồi, xong video rồi. Vừa rồi mình và Đức Tóc Dài làm một cái vui so sánh của hai anh em thôi. Không có gì căng thẳng giữa hai thằng cả. Đây là hai cái xe bọn mình chạy chính. Và tất nhiên là cái bài so sánh hôm nay thì nó là một sự so sánh hơi khập khiễng bởi mức giá của hai chiếc xe này rất là khác nhau. Đúng Đức? Thực ra thì đúng là cũng có sự chênh lệch bởi vì hai cái phân khúc xe thì nó khác hẳn nhau mà. SH thì rõ ràng là một cái phân khúc nó cao cấp hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ SH lại cũng bị đẩy giá lên khá là nhiều. Em nhớ không nhầm thì cái chiếc xe của em nhưng mà giá niêm yết ấy nó là khoảng tầm gần 80 triệu. Nhưng mà đến lúc mà em đi mua thì giá thực tế ở đại lý nó lại là gần 90 triệu cơ. Cả đăng ký vào thì làm đúng làm tròn 100. Thì giá bị đẩy lên khá là nhiều. Đấy, còn mình thì theo quan điểm của mình là mình chỉ mua những cái thứ nó vừa đủ dùng thôi. Thế là chính do mình chọn Leaf. Và ngày hôm nay thì để so sánh với các bạn hai chiếc xe với khả năng vận hành trong phố, là có thể nói là nói chung là cái nhu cầu các thứ ở trong phố ấy, thì chiếc xe nó sẽ phù hợp hơn. Thì đó là những cái điểm cộng và điểm trừ thì mình và Đức đã nói trong video rồi. Vậy theo các bạn nghĩ rằng chiếc xe nào mới là chiếc xe thực sự dành cho đàn ông để chạy trong phố? Hãy chia sẻ cho mình biết ở phần comment ngay phía bên dưới nhá. Và cảm ơn các bạn xem video này. Nếu hay đừng quên là like, share cũng như là subscribe để mình và Đức Tóc Dài tiếp tục ra những video so sánh xe kiểu vui vui như này. Cảm ơn anh em đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace. Đàn ông đây này, đàn ông đây này. Thôi, ông mặc áo chống nắng vào mà đi. Trời ơi.